Tiên xin chào con. Hôm nay chúng ta đến với cô với một loạt bài toán mà các con rất là thích, đó là các bài toán tăng trí thông minh nào. Đầu tiên, cô có một câu hỏi thú vị dành cho các con như sau. Một chàng thanh niên quý tộc vào cửa hàng bánh và yêu cầu: hãy chuẩn bị cho ta 9 cái bánh, đựng vào 4 hộp bánh, mà mỗi hộp có ít nhất 3 cái bánh. Cửa hàng bánh đang loay hoay không biết làm thế nào thì có một cậu bé chạy ra và bảo: xin ngài cứ yên tâm, bánh sẽ được xếp theo đúng yêu cầu của ngài ngay đây ạ. Cô Hiền đố con biết cậu bé đã làm như thế nào. Và đáp án của câu hỏi này cô sẽ giải đáp ở cuối buổi học hôm nay nhé. Bài tiếp theo này lại một bài toán thông minh nữa. Trong hộp có 3 kẹo xanh, 4 kẹo đỏ và 5 kẹo vàng. Và cô có 3 câu hỏi dưới đây. A nhỏ, bóc ít nhất bao nhiêu cái kẹo để chắc chắn có 1 cái kẹo màu đỏ ạ? Câu B này, bóc ít nhất bao nhiêu cái kẹo để chắc chắn có 3 cái kẹo cùng màu? Và câu C này, bóc ít nhất bao nhiêu cái kẹo để chắc chắn có 3 cái kẹo khác màu? Bài này chúng ta cần tóm tắt dữ liệu bài toán vào vở và suy nghĩ cho cô. Lát nữa cô Hiền sẽ hướng dẫn nhé. Bài toán này hơi lạ đấy. Nào, bây giờ các con đã tìm ra lời giải bài toán này chưa? Bây giờ cô Hiền hướng dẫn này. Đầu tiên chúng ta phải nhớ cho cô 3 cái xanh, 4 cái đỏ, 5 cái vàng. Chúng ta phải đặt chân vào các dữ liệu đó. Tiếp theo này, câu A, bốc ít nhất bao nhiêu cái kẹo để chắc chắn có 1 kẹo màu đỏ. Thế thì với câu hỏi này chúng ta nên xử lý là chúng ta dự đoán vào trường hợp đen đủ nhất hay xấu nhất, chứ không nên chọn trường hợp may mắn nhất. Bởi vì người ta bảo là ít nhất bao nhiêu cái kẹo để chắc chắn có 1 kẹo màu đỏ, thì nhớ bạn nào đen nhất là bạn ấy gặp tình huống như thế nào thì chúng ta phải chọn bạn đó làm chuẩn và lấy ra ít nhất. Nào, bây giờ chúng ta tìm cho cô nào. Đen nhất trong trường hợp này là gì? Người ta muốn bóc kẹo màu đỏ, đúng không? Thì bây giờ đen nhất là cô Hiền bốc hết kẹo màu vàng, cô Hiền bốc hết kẹo màu xanh, sau đó cô Hiền mới bóc đến kẹo màu đỏ. Thì để bóc hết kẹo màu vàng và kẹo màu xanh, cô Hiền cần 3 cộng 5 bằng 8 cái, đúng không? Và thêm 1 kẹo màu đỏ nữa. Như vậy, để chắc chắn có 1 kẹo màu đỏ thì cô Hiền phải bốc ít nhất mấy cái đây? 9 cái. Và chúng ta trả lời vào vở nhé. Được chưa? Tiếp theo câu B này, bóc ít nhất bao nhiêu cái kẹo để chắc chắn có 3 cái kẹo cùng màu? Trường hợp đen nhất là gì? Cứ lấy 3 cái thì 3 cái là khác màu. Được chưa? Thế thì đầu tiên lần 1, bóc 1 xanh, 1 đỏ, 1 vàng, 3 cái khác màu. Lần 2, 1 xanh, 1 đỏ, 1 vàng. Đúng chưa? Thì lúc này vẫn chưa có 3 cái kẹo cùng màu. Lần 3, lại lấy tiếp 1 xanh, 1 đỏ, 1 vàng. Đúng chưa? Và khi mà bóc đến cái này này, thì chỗ này chắc chắn có 3 cái này cùng màu. Đúng chưa? Và như vậy là chúng ta phải bóc bao nhiêu cái đây? Những cái mà cô khoanh ấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái. Đúng chưa? Thế còn câu C thì cô dành để lại là một nhiệm vụ dành cho các con nhé. Các con tự suy nghĩ chứ cô giải hết thì lại không có gì thú vị nữa, đúng không? Và bây giờ cô sẽ giải đáp câu hỏi ở đầu video. Cô nhắc lại câu hỏi này. Một chàng thanh niên quý tộc vào cửa hàng bánh và yêu cầu: hãy chuẩn bị cho ta 9 cái bánh,
đựng vào 4 cái hộp bánh mà mỗi hộp có ít nhất 3 cái bánh. Khi ông chủ đang ngơ ngác thì chú bé Gâu và người sau này sẽ trở thành nhà toán học nổi tiếng người Đức chạy ra đỡ lời ông chủ. Xin ngài cứ yên tâm, bánh sẽ được xếp đúng theo yêu cầu của ngài ngay đây ạ. Vậy, câu hỏi là Gâu đã làm như thế nào? Và đây là câu trả lời. Chúng ta nhìn này, một hộp có 3 cái bánh, đúng chưa? Tiếp theo, chúng ta sẽ có 3 hộp nhỏ đựng tất cả 9 cái bánh và lấy thêm một cái hộp lớn lồng vào 3 hộp nhỏ. Như vậy có đúng không? Thỏa mãn yêu cầu đề bài. Và cậu bé này sau này trở thành một nhà toán học rất nổi tiếng, đó là nhà toán học Gauss. Buổi học hôm nay của cô Hiền đến đây là hết rồi. Cô Hiền xin chào và hẹn gặp lại.